Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái game giúp mình có thể là vừa học vừa luyện tập vừa kiểm tra cái kiến thức về Flexbox của mình thông qua một cái game, đó chính là Flexbox Froggy. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái game này ha. Thì đây là một cái game được thiết kế rất là vậy như là mô tả rất là sinh động để cho mình có thể mà học Flexbox các bạn ha. Thì để chơi cái game này các bạn nên coi cái kiến thức về Flexbox trước ha. Mình sẽ để cái link về Flexbox ở trong cái phần mô tả của video, các bạn xem trước rồi rồi tham gia cái game này các bạn ha. Rồi, thì mặc định là các bạn đã hiểu sơ sơ về Flexbox rồi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái game này. Trong Flexbox mình có hai đối tượng chính, đó chính là Flex Container. Thứ hai là gì? Những đứa con trực tiếp của Flex Container, đó chính là Flex Items. Được chưa? Thì mỗi đối tượng nó có những cái thuộc tính nhất định. Trong cái game này á, nó sẽ giả lập là cái phần màu xanh dương này các bạn này ha. Phần màu xanh xanh này này ha. Thì nó chính là Flex Container. Và những con ếch trong cái hình nó chính là một cái Flex Item. Được chưa? Mà nhiệm vụ của mình phải sử dụng những cái thuộc tính CDS tương ứng để đưa con ếch này về trên chiếc lá. Được chưa? Rồi, thì ví dụ như là ví dụ đầu tiên đi ha. Để đưa con ếch này lên chiếc lá thì chúng ta sẽ sử dụng một thuộc tính canh chỉnh nằm ngang, là chính là justify content, được ha các bạn ha. Thì justify content và đưa về cuối, cuối hàng ngang ha. Như vậy mình sẽ sử dụng thằng flex end. Đó, rồi. Thì mình sẽ gõ vào justify content là flex end. Đấy, các bạn thấy con ếch chạy lên chiếc lá như thế này, ta-da, như thế này này ha. Đó, thì như vậy là thành công các bạn ha. Ok, mình sẽ nhảy qua Enter ha. Qua level số 2, nó sẽ có tổng cộng là tới 24 level cho các bạn. Trong video này mình sẽ không đi qua hết 24 level, mình chỉ đi tới level số 10 thôi. Được chưa? Còn lại để cho các bạn có thời gian các bạn luyện tập thêm. Và nếu như các bạn làm không được thì các bạn hỏi thêm mình, chứ mình sẽ không giải hết cho các bạn đâu ha. Rồi, ok, đối với level thứ 2 thì nó sẽ là gì? Nó cho hai con ếch xanh và ếch vàng. Và nó kêu là cho hai con này đi vào giữa, đúng không? Hai con này vào giữa, như vậy mình cũng sẽ dùng canh chỉnh hàng nằm ngang ha, nằm chỉnh canh chỉnh chiều ngang á, theo theo dòng á, được chưa? Rồi, như vậy là mình sẽ vẫn sử dụng justify content. Như vậy mình sẽ sử dụng giá trị gì các bạn ha? Mình sẽ sử dụng justify content nè. Rồi bây giờ giá trị gì các bạn ha? Nó có 5 giá trị đây đây nè. Thì như vậy là flex start, flex end, center hay là space between gì đấy, thì ở đây mình thấy nó canh vào giữa, như vậy mình sẽ sử dụng là center. Đấy, rất là dễ đúng không các bạn? Vui vui rồi đó, thấy bắt đầu ít nhảy nhảy vui vui rồi đó. Tới level số 3. Rồi level số 3 lúc này tới ba con luôn. Rồi. Tới ba con mà nó kêu là con này sẽ nhảy vô đây, con vàng nhảy vô đây, con đỏ nhảy vô đây. Rồi thì lúc này các bạn sẽ mình biết là sử dụng theo hình canh chỉnh theo hàng ngang rồi đó, thì sử dụng justify content. Rồi bây giờ mình chưa biết là điền giá trị gì rồi đó. Bây giờ các bạn nhớ là giùm mình là gì? Nó sẽ có 5 giá trị là flex start, flex end, center. Start and center là chắc không phải rồi đó, chỉ còn hai thứ thôi, đó là space between và space around. Hai cái này các bạn hay nhầm lẫn nè. Nhưng các bạn một điểm phân biệt để giúp các bạn phân biệt được space between và space around đó gì? Đối với space between á là hai con nằm ở ngoài rìa á, là nó sẽ nằm sát cái thằng mép rìa của thằng cha. Tức là space between á nha, là nó sẽ ở phía giữa hai item ngồi cùng á với cái mép ngoài của thằng cha, là nó nằm sát nhau luôn. Được chưa? Còn đối với space around thì nó có khoảng trống ở ngoài mép ngoài của item ngồi cùng các bạn ha. Như vậy ở đây mình sẽ thứ nhất bạn thấy là gì? Cái lá này xanh với lá đỏ này nè, nó không có nằm sát ở ngoài cái mép, hai cái bên mép các bạn ha. Nó có một cái khoảng trống, thì như vậy nó sử dụng là space around. Đấy, các bạn thấy không? Còn nếu như mà đối với space between á thì nó sẽ là nằm sát luôn. Đó, nó sẽ đẩy con ếch ra xích nữa là nó cho hai bên không còn khoảng trống luôn. Do là hình minh họa này các bạn thấy là nó không nằm sát, nhưng thực chất là nó sẽ sát nha các bạn. Space around, ở đây là space around các bạn ha. Level 4 thôi. Ok, level 4 ha. Thì hồi nãy là bây giờ trong trường hợp này các bạn thấy mới thấy nó nằm sát ở phía ngoài này ha. Hồi nãy là space around rồi, thì chắc chắn giờ chỉ còn lại là space between thôi ha. Đấy. Các bạn thấy không? Nhớ ha, đối với space between á là hai cái con mép ngoài cùng, ví dụ trường hợp đây là mép con xanh và con đỏ, nó sẽ phải nằm sát mép ở ngoài cùng luôn, mép ngoài cùng của con cha luôn. Được chưa? Còn đối với space around á thì ở phía giữa, ở ngoài những cái item ngoài cùng á thì nó sẽ có một cái khoảng trống nữa, được chưa? Ok không? Đó, đó là điểm phân biệt mà các bạn có thể phân biệt được giữa space between và space around. Tiếp nào, lên level 5 nào. Level 5 khó rồi nha. Bây giờ nó lúc này nó không canh chỉnh theo chiều ngang nữa, mà lúc này bạn thấy nó nằm canh chỉnh theo chiều dọc. Nó nằm phía dưới đáy của thằng cha các bạn ha. Lúc này là ba con ếch đang ở nằm phía trên của thằng cha, bây giờ phải nằm xuống đáy của thằng cha. Như vậy lúc này mình sẽ sử dụng align items. Justify content là canh chỉnh theo chiều ngang, còn đối với align items thì nó sẽ canh chỉnh theo chiều dọc các bạn ha. Như vậy muốn đưa xuống phía dưới của thằng cha mình sử dụng align items, và flex là
Flex End. Ta-da! Quá dễ luôn. Rồi, Flex Level 6 nào. Lúc này Level 6 các bạn thấy là gì? Nó về chiều ngang nó nằm giữa và chiều dọc nó cũng cả nằm giữa luôn. Như vậy mình sẽ kết hợp vừa Justify Content vừa Align Items. Đối với Justify Content của mình nó sẽ là Center Align Items, nó cũng là Center luôn. Mình bỏ ra một dòng các bạn thấy nè. Đối với Justify Content, Center nó ra được giữa nè, mà theo chiều ngang. Bây giờ theo chiều dọc nữa thì chúng ta thêm Align Item vào. Ta-da, là xong rồi ha. Thì khi bất cứ trong tình huống nào mà các bạn muốn là gì, muốn một cái thằng con mà nằm ngay chính xác đúng ở giữa thằng cha, thì các bạn nhớ tới Flexbox cho mình và sử dụng Justify Content và Align Item này. Center hết ha. Ok ha. Tiếp nào. Level 7. Ok. Thì lúc này mình sẽ xét chiều ngang và chiều dọc ha. Đầu tiên là theo chiều ngang trước, thì các bạn thấy là nhớ cái này nó giống như nãy không các bạn. Thì Justify Content theo chiều ngang của mình sử dụng cái gì các bạn? Chính là Space. Space gì nhỉ? Đúng rồi, đó là Space Around. Tại vì ở mép ngòi này các bạn thấy được hai bên mép nè, nó vẫn có khoảng trống, tức là nó chính là Space Around. Còn nếu nó nằm sát luôn là Space Between các bạn ha. Rồi theo chiều dọc thì nó nằm trên, ở giữa hay dưới các bạn. Theo chiều dọc thì các bạn thấy là ba con ở đang nằm trên nè. Nếu ở giữa thì nó phải nằm ở khúc này nè. Còn bây giờ nó nằm phía cuối của thằng cha, như vậy nó phải là Flex End ha. Như vậy Align Items của mình sẽ là Flex End. Ta-da! Xong, tới level 8. Level 8 bắt đầu lạ, nó sẽ giới thiệu cho một cái khái niệm mới, đó là Flex Direction các bạn ha. Đối với Flex Direction là nó sẽ chỉ hướng, chỉ định hướng các bạn ha. Chỉ định hướng, nó sẽ có Row nè, Row Reverse, Column và Column Reverse. Thì đối với Row thì các bạn nãy giờ mình làm là nó mặc định ở cái mod Row này nè. Còn bây giờ là nó, đối với Row Reverse thì nó sẽ ngược lại, nó cũng là canh chỉnh theo hàng ngang. Tuy nhiên thứ tự của các item sẽ bị đổi ngược lại hết. Ví dụ nha, trong trường hợp này con ếch xanh nè, ếch vàng nè, nhìn rõ một tí. Ba con item của mình là xanh nè, vàng này, đỏ nè. Nhưng mà đích đến các bạn thấy kết quả cuối cùng nó mong muốn thứ tự bị đảo ngược là đỏ, vàng, xanh. Các bạn thấy không? Hiện tại ba con ếch đây là xanh, vàng, đỏ. Nhưng mà nó muốn sắp xếp ngược lại, nó thành kết quả cuối cùng là đỏ, vàng, xanh. Như vậy các bạn thấy là mình phải canh chỉnh theo chiều ngang, tuy nhiên phải đổi thứ tự của các item ngược lại. Như vậy lúc này mình sẽ sử dụng Flex Direction là Row, nhưng mà là Row Reverse như thế này. Các bạn thấy không? Nó sẽ giúp mình là gì? Đảo ngược thứ tự. Và lúc này nó không nằm bên trái theo bình thường như nãy giờ nữa, mà nó sẽ nằm bên phải. Nhớ nha, Row Reverse nó sẽ đẩy cái item của mình qua bên phải và nó sẽ đổi thứ tự của các item. Đó. Ok. Xong, level 8, level 9 nè. Tiếp. Thì như vậy là mình vẫn sử dụng Flex Direction các bạn ha. Nhưng mà lúc này nó không phải là chiều ngang nữa, mà nó sẽ là chiều dọc. Chiều dọc thì mình sử dụng là column. Đúng thứ tự chưa? Đúng luôn rồi, ta ra quá dễ. Level 9 quá dễ. Rồi tiếp nè. Các bạn thấy lúc này nó vẫn canh chỉnh là theo chiều gì các bạn? Theo chiều. Vẫn là chiều ngang. Như vậy mình chắc chắn là sử dụng Flex Direction của mình, nó sẽ phải là Row, đúng không? Nhưng mà các bạn coi tiếp, cái thứ tự nó đổi các bạn. Thứ tự nó bị đổi. Con ếch nó là xanh, vàng, đỏ, mà cái kết quả nó mong muốn là đỏ, vàng, xanh. Như vậy ha, mình phải sử dụng row reverse để nó đổi thứ tự lại. Nhưng mà đau đớn thay, đổi thứ tự xong thì sao ạ? Nó bị đẩy qua bên phải mất tiêu rồi. Nhiệm vụ của mình là phải đẩy ba con ếch này lại về bên trái ha. Như vậy canh chỉnh hàng ngang lại vẫn là justify content, và lúc này mình sẽ phải sử dụng flex end nha các bạn. Tại mặc định đó là flex start lại nằm bên phải rồi, thì bây giờ flex end nó lại ngược về bên trái. Nó ngược ngược các bạn ha. Nhớ ha, tại do quỹ reverse đây nè. Ok các bạn ha. Rồi, thì chắc là trong video này mình chỉ dừng ở đây thôi. Mục đích là để hướng dẫn các bạn và giới thiệu các bạn tới cái game Flexbox Froggy này, để giúp các bạn có thể học này, luyện tập và kiểm tra, lâu lâu mình kiểm tra lại kiến thức cái Flexbox của mình. Được chưa? Nhiệm vụ của các bạn vẫn chinh phục tiếp tục giùm mình 11 đến 24 cái thử thách tiếp theo ha. Tại vì các bạn còn phải luyện tập thì các bạn mới nhớ được. Nếu như các bạn là mà gặp khó khăn hoặc là các bạn thắc mắc ở cái challenge thứ bao nhiêu đó, thì các bạn cứ comment bên dưới ha, thì mình có thể trao đổi và hỗ trợ thêm cho các bạn. Được chưa nè? Nếu như các bạn mà muốn mình có một cái video mà giải hết 24 challenge thì cũng comment bên dưới luôn ha. Nếu như mà nhiều người request quá thì ok, mình sẽ cố gắng làm cho các bạn. Được chưa nè? Rồi, thì video đến đây là hết rồi. Thì mình chỉ hy vọng là các bạn dành thời gian để mình có thể là gì, học Flexbox cho thật là tốt, để mình có thể làm layout tốt này ha, làm bất cứ một layout gì luôn. Thứ hai nữa là gì, lâu lâu mình muốn kiểm tra lại cho nhanh vừa vui á, thì đi vô cái game Flexbox Froggy này. Được chưa? Ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo nha.